Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Chiều. Số điện thoại của cửa hàng là 0343 868 186 và 098 618 3445. Anh địa chỉ cửa hàng nằm gần Ủy ban nhân dân xã Cư Huê, EK Đắk Lắk. Anh em nào ở gần có thể đến trực tiếp cửa hàng để ủng hộ chúng em ạ. Xin cảm ơn. Thì đầu video em xin cảm ơn những anh em đã ủng hộ cửa hàng trong suốt thời gian qua nha. Rồi tiếp theo thì em xin nhắc lại hình thức mua bán của bên em luôn ạ. Thì bên em sẽ nhận anh em mua máy á, thì đặt cọc giúp em 200, sau đó em sẽ chuyển máy đi nha mọi người. Bên em mua bán có là nhận cọc trước khi chuyển máy ạ. Rồi thì đầu video em cũng xin giới thiệu cái dòng nhớt hai thì đang bán bên cửa hàng ạ. Thì cái dòng nhớt Netawa nha mọi người, cửa hàng em bán rất là chạy cái dòng này luôn. Xài công nghệ lọc cặn đầy đủ, xài rất là tốt cho máy ạ. Thì anh em nào mua máy bên em mà muốn có nhớt dùng luôn thì có thể nói em biết luôn ạ. Thì một chai này 1 lít em để cho mọi người 80.000 nha mọi người. Chai 1 lít pha được với lại 20 lít xăng nha mọi người. Nhớt hai thì Narawa. Rồi tiếp theo là đến cái lô máy hôm nay mọi người. Thì hôm nay em lên cho mọi người lô toàn Serawa nhé, luôn nha mọi người. Serawa máy cắt cỏ và Serawa máy cưa luôn. Toàn bộ đều là dòng Serawa mọi người. Cái dòng thương hiệu lớn ở bên Nhật. Cái dòng Serawa này chạy rất là tốt. Nên em hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người luôn ạ. Rồi, đầu tiên mọi người, con thứ nhất, con Serawa 231 nha mọi người. Đây, hình thức em nói rồi ạ. Còn khá là mới. Nòng nói chung là con này rin 100% luôn nha mọi người, nguyên bản. Chưa tháo dỡ sửa chữa gì. Đây mặt trước của em nói đây ạ. Cái da trên ống còn vẫn còn luôn nha mọi người. Đây, trên ống còn tem mạc rồi còn nguyên, đầu bò chén kẹp đầy đủ ạ. Thì con này là công suất nó 23cc nha mọi người. Nhưng mà cái dòng Serawa này công suất 23cc thôi, nhưng mà mọi người đánh cước đồ được rồi nha. Con này thì 23cc nhưng mà đánh cước đồ vô tư rồi. Do cái dòng Serawa này nó chạy khá là mạnh mọi người. Chế đồ nguyên bản hết luôn cho mọi người ạ. Rồi em xin test nổ của máy luôn. Con này thì em để cho mọi người là 1,7 triệu nha mọi người, bao phí vận chuyển. Con này thì chỗ cái nắp boe nó có bị sứt một miếng xíu rồi nha mọi người, không ảnh hưởng gì tới máy. Cái này là phần chụp boe cho nó đẹp con máy thôi. Rồi khi đi thì em lên tay càng và tay ga bắp trắng đầy đủ cho mình ạ. 1,7 triệu bao phí vận chuyển và kèm đầy đủ 5 món phụ kiện luôn cho mọi người. Rồi em xin phép qua con số 2 luôn mọi người. Con số 2 cùng dòng với lại con số 1 cũng nha mọi người. Đều là Serawa S231 hết. Thì công suất đồ thì cũng 23cc. Con này thì cũng nguyên riêng nguyên bản toàn bộ cho mọi người. Đây, em quay chi tiết con cắt đây nha mọi người. Con này thì có tay càng sẵn rồi. Rồi. Hình thức nó là như vậy, cũng khá là mới mọi người. Rồi xin test nổ của máy luôn ạ. Máy bên em dọn thì cực kỳ nhạy nổ, anh em về chỉ yên tâm và xài thôi. Thì hai con này đồng giá 1,7 triệu luôn nha mọi người. Hai con 231, con số 1, con số 2 đều đồng giá 1,7 triệu, bao phí vận chuyển đồ hết cho mọi người ạ. Và xin phép qua con số 3 nha mọi người. Con số 3 là một con Serawa, con bình xăng trên. Con này thì công suất nó tới 25cc, cực kỳ mạnh luôn cho mọi người. Đặc biệt bình xăng trên nữa, chạy cực kỳ bốc luôn. Đây,
Con này cũng nguyên bản đồ hết cho mọi người luôn nha. Đây hình thức em nói đây. Con này thì đó, khi đi là mấy con mà thiếu thì em sẽ lên tay càng và tay ga bóp như vậy cho mọi người ạ. Đầu bò chén kẹp đầy đủ. Rồi em xin test nổ của máy của mọi người. À, cái dòng bình xăng trên này khi mọi người dùng nhớ mở khóa nha mọi người. À, khi không dùng nữa thì khóa nó lại. Khi không dùng nữa thì khóa nó lại cho mọi người. Thì tiếng nổ con này cực kỳ bốc luôn, công suất tới 25cc cực kỳ mạnh mẽ, anh em là mua về đập cước đồ là vô tư luôn mọi người. Con này em để cho mọi người mức giá là 1,8 triệu nha, 1,8 triệu bao phí vận chuyển và đầy đủ phụ kiện luôn cho mọi người ạ. Đây chi tiết của máy. À con này thì em lên chế mới cho mọi người rồi nha, chế này chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Con này chạy bốc vậy mà cực kỳ tiết kiệm xăng mọi người. Được rồi, xin phép qua con số 4. Con số 4 là một con Shirawa 1027 nha mọi người. Con này thì công suất nó tới 27cc lận, nồng 34 ly. Một con máy mạnh mẽ, anh em đồ mua về đập cước đồ vô tư mọi người. Ở đây nồng bô con này là nguyên riêng nguyên bản 100% luôn. Đây, mặt trước em nói đẹp, khá là đẹp luôn mọi người, với cái màu này nữa cực kỳ đẹp. Con này thì cái tay ga nó là như vậy nha mọi người, cái chỗ này là giống như chỗ khóa ga, khi mà anh em kéo lên hết thì bấm cái này là nó không ăn ga nè, kéo xuống hết thì nó mới ăn ga được. Giờ rồi em xin phép test con máy luôn mọi người. Xuống là tắt nha mọi người. Đây tiếng nổ gan ti cực kỳ thì thầm luôn, chạy công suất lớn nha mọi người. Con này công suất tới 26cc rồi. Con này em để cho mọi người mức giá là 1,8 triệu nha, 1,8 triệu bao phí vận chuyển đồ hết cho mọi người ạ. Một con máy khá là đẹp, công suất lớn. Rồi đó là bốn con máy cắt cỏ mọi người, thì em xin phép qua hai con máy cưa. Hai con Shirawa 393 luôn nha mọi người. Con số 5 Shirawa 393. Đằng sau là nắp nhiên liệu và đằng trước là nhớt bộ chân làm sức nha mọi người. Con này thì đặc biệt dùng cái cây lam có tản nhiệt luôn nè mọi người. Xích đồ còn rất là dày luôn, dày như xích mới luôn mọi người. Một con máy còn khá là đẹp. Hai ốc xích lam chắc chắn luôn cho mọi người. Đây dòng 3.3 này nó có xả áp nha mọi người, nó giúp mình giật nhẹ hơn á, bấm vô nó sẽ áp, mình giật nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây, em quay mặt trước của nó đây ạ. Rồi, em quay chi tiết của máy luôn mọi người. Con này thì cái dòng này là nó hơn 39cc nha mọi người. Mọi người đi khai thác đồ vô tư rồi đó. Cái dòng ship, nhất là mấy con dòng Shirawa này nữa, xài cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ luôn cho mình ạ. Rồi em xin cho mọi người nghe thử cái tiếng máy đi.
Con này thì cái dòng này là e tự động luôn nha mọi người, kéo ra bóp ra nó sẽ trả e lại nè. Rồi con này thì em để cho mọi người mức giá là 3 triệu, 3 triệu bao phí vận chuyển và kèm đầy đủ phụ kiện tiếp điều chỉnh luôn cho mình ạ. Đây, ngoại hình của em nó khá là mới mọi người. Rồi em xin phép qua con số 6 luôn. Con số 6 cũng là cái dòng Shirawa 393 mọi người. Cũng làm tản nhiệt và sợi xích dày nè. Đây. Cái lam la tinh của nó nè. Đầu la tinh cực kỳ dày luôn mọi người. Làm như làm mới luôn. Thì con này cùng dòng với lại con số 5 á đều là hơn 39cc á, khai thác đồ vô tư. Con này ngoại hình cực kỳ mới luôn, trắng sáng luôn mọi người. Đây, em quay chi tiết luôn cho mình ạ. Nút xả áp đồ hoạt động bình thường nha. Rồi em xin test nổ con này luôn mọi người. Găng tay em để hơi to xíu, không sao hết. Rồi con này thì em cũng để đồng giá với lại con số 5, 3 triệu luôn cho mọi người ạ. Đó, một con máy ngoại hình cực kỳ trắng sáng luôn, làm xích đồ như mới luôn cho mọi người. 3 triệu bao phí vận chuyển. Rồi thì hôm nay em lên cho mọi người cái logo Shirawa gồm cả máy cắt cỏ và máy cưa mọi người. Thì cái dòng này, cái thương hiệu Shirawa này thì em thấy chạy cực kỳ tốt, tiết kiệm và bền bỉ nữa, cho nên là em cũng khá là thích cái dòng này. Cho nên là hôm nay em giới thiệu cho mọi người riêng về dòng Shirawa này, những con đầy đủ nhu cầu lớn nhỏ, máy cưa máy cắt cỏ đầy đủ ạ. Rồi ai thấy video, ai thích video thì cho em xin một like và một nút đăng ký kênh ạ. Rồi em xin cảm ơn mọi người.